Cháu Quân xin chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng tất cả quý ông bà cô chú anh chị đã tiếp tục quay trở lại với nội dung mới tiếp theo trên kênh Bạn Em. Một ngày mới con chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay con lại tiếp tục chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của con. Việc đầu tiên của con đi làm thì đi lấy cỏ, xong một tí nữa con về nhà con thái cỏ. Con mời quý ông bà cô chú anh chị theo dõi hết video ạ. Mấy ngày hôm nay thì ở nhà cũng không có việc gì làm. Ở nhà chỉ cắt mối cỏ với lại về nhà thay cỏ. Nếu mà lúc nào rảnh thì đi lấy củi. Giống ngô này thì cũng được bà Chiêm mua cho con. Thì bây giờ thì cũng sắp có cỏ rồi, sắp có quả rồi. Lúc đấy thì ông cũng không ở nhà. Chắc là ông cũng... Lúc đấy thì ông cũng không ở nhà, ông thì đi lấy củi. Còn bà thì đi lấy rau lợn. Con thì cũng được anh Lực tạo cho một kênh nho nhỏ. Thì con mong quý ông bà các anh chị sẽ ra và đăng ký kênh hộ con. Cho con xin một nút đăng ký và một lượt chia sẻ để lan tỏa cho nhiều người biết đến. Mấy ngày hôm nay thì cũng khá là mưa, cũng khá là mưa. Buổi chiều thì nó mới không mưa, nó tạnh mưa hơn. Một tí nữa con lấy cỏ xong về nhà thái cỏ xong rồi thái dâu lợn cho con lợn. Con thì bây giờ thì lợn thì cũng có rồi, với lại dê thì cũng bây giờ thì dê thì cũng có rồi. Lúc đấy thì con ở nhà thì lấy dê đi buộc, một tí nữa lấy cỏ xong thái cỏ với lại thái dâu lợn thì đi lấy dê về sau.
Mấy ngày hôm nay thì ở nhà cũng không có việc gì làm. Với lại trong đến mùa này thì cũng không ai thuê để đi làm gì cả. Chỉ có ở xung quanh nhà. Lúc đấy thì anh Lực cũng có việc đi thì tự cho con quay về cuộc sống hàng ngày của con cho cô bác cùng xem. Con thì cũng lần đầu con thì cũng lần đầu tự tự quay và tự ghi hình để nói lên thì có những chữ thì sai sót, con cũng mong quý ông bà chú anh chị sẽ thông cảm cho con, và chỗ nào sai thì mong ông bác các ông các bà chỉ dạy cho con để con biết nhiều hơn. Còn thế lúc đấy thì con cũng lấy được bên kia một ít, nhưng mà đến chỗ này thì hôm trước thì cũng hôm qua thì cũng được con cắt rồi, nhưng mà bây giờ phải về đầu bên này mới có. Ngô dưới này thì hôm trước trồng còn bé tí, bây giờ thì còn cao hơn cả con. Trong cuộc sống hàng ngày của con thì sáng thì dậy sớm đi lấy cỏ, chiều thì lúc nóng thì nghỉ ngơi một tí xong đi lấy củi về để trời mưa về mới có củi để đốt. Cỏ thì lúc đấy con cũng đấy thì ông cũng lấy để ở nhà một ít rồi, bây giờ con cũng lấy một ít nữa là cũng đủ rồi.
Bây giờ thì con cũng đã có mấy cây cũng được bà bé mua cho. Bây giờ cũng chuẩn bị đến vụ thu hoạch ngô thì con cũng có mấy cây để đi làm thuê. Thì đến vụ thu hoạch ngô thì họ sẽ thuê để đi cày. Ở nhà làm xong hết việc nhà thì đi làm kiếm được đồng nào thì hay đồng đấy. Còn như mấy ngày hôm nay thì ở nhà không có gì làm thì con cũng chỉ ở nhà lấy mối cỏ với lại lấy củi và chân dê. Dê thì cũng được bà bé mua cho. Dê thì cũng chuẩn bị đẻ rồi. Nhưng mà hôm trước lúc con với anh Lực đi mua thì họ bảo là con cái to kia đã mang thai. Nhưng mà cỏ của con thì bây giờ lấy ở đây đi về nhà nữa là đủ rồi. Bây giờ chả biết thì ông đã về nhà chưa. Nếu mà không về thì một mình con tự thái. Nếu mà ông ở thì con không được. Nếu mà ông ở thì ông còn hộ thái không, một mình con một tay tự thái. Chắc là ông cũng về rồi. Hiếu thì sáng nay đi học một buổi, chiều thì cũng về. Lúc đấy thì con về lấy cỏ thì em Hiếu đang đi chơi không ở nhà. Cái mận thì cũng được bà Chiêm mua cho. Bây giờ thì từ lúc trồng đến bây giờ thì cũng không chết cây nào. Hôm trước thì con đi vun gốc thì bây giờ cỏ cũng lên rồi. Chắc là tầm ngày mai hay ngày kia con lại đi vun mới được. Ông thì cũng vừa đến nhà. Bây giờ thì cho ông thái cỏ. Dê thì nhà lo dê. Ông thì buổi tối thì ngủ trong nhà bên này. Còn con thì ở với bà với lại em Hiếu thì ngủ ở phòng bên kia. Ông thì ngủ ở đây. Ngủ ở nhà căn nhà bên này thì tối lấy cỏ cho con bò ăn. Chắc là cũng đủ đến ngày mai. Tối không cần phải lấy, sáng mai lại phải đi lấy sớm. Ông thì được bà bé gửi tiền cho để đi khám. Thì khám về thì ông cũng đã khỏi.
Bây giờ thì cũng đã khỏi hẳn. Thuốc thì hôm trước anh Lực mua cho bây giờ vẫn còn. Bà thì chắc cũng vừa đi lấy rau lợn về. Chứ thì không nóng nhưng mà thái cỏ được một lúc thì cũng toát hết mồ hôi. Bây giờ thì thái hai bó rơm nữa cũng là hết rồi. Xong con sẽ đi thái cắm lợn, đi băm con lợn để sáng mai nấu sớm. Cỏ thì bây giờ vẫn còn đang mọc ít thì lấy rơm để pha, không thì lấy mối không thì lấy mối cỏ non cho nó ăn thì nó ăn rất là nhanh. Còn lấy rơm pha thì nó được lâu hơn.
về thì con cũng đã thái cỏ xong. Bây giờ thì con về đây thái rau lợn. Lợn của nhà con thì từ lúc mua đến bây giờ cũng chưa bao giờ cho ăn cám lần nào, chỉ cho ăn mỗi cây chuối với lại rau dại. Bây giờ thì thái rau lợn xong à, băm rau lợn xong à, một tí nữa mới đi lấy con dê sau. Dê thì lấy bên kia thả. Công việc hàng ngày của con thì cũng không có gì nhiều, chỉ đi lấy rau lợn với lại thái rau lợn cho con lợn ăn, xong đi lấy củi, xong chăn dê. Ông thì bây giờ thì cũng là vừa thay cỏ xong, nhưng mà ông lại đi lấy cỏ để dự trữ sáng mai, sợ sáng mai trời mưa thì còn có cỏ để thái. Thank you.
chuối nhà con thì cũng chỉ để thế thôi. Bây giờ con sẽ băm xong là một tí lấy rau dại về, một tí nước cũng là đủ rồi. Lượng của con thì làm thái rau lượn xong cũng chỉ ngày cho ăn ba bữa thì cũng đến ngày hôm sau rồi. Từ lúc mua đến bây giờ thì lượn cũng không bị sao cả, lượn thì con nào con nấy đều khỏe mạnh hết. Nếu mà cho lợn ăn thì ăn ngày ba bữa, nếu mà lợn không bị sao thì nếu mà lớn nhanh thì cũng được đi bán nhanh. Hôm trước thì thái một tí nữa thì lấy rau lợn về để thì cũng là đủ rồi. Thái xong thì sáng mai mới nấu sớm. Sáng mai thì con dậy sớm nấu sớm. Dâu lợn của nhà con thì cũng không thái bé mấy đâu, cũng chỉ thái to. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào.
Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng của bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được của bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè của bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tiết Hà Giang cô bác. Thì rau lượng của con thì cũng đã thái xong. Thì cái thức phim của con thì cũng khá là dài rồi. Chắc là con không xin tạm dừng ghi hình ở đây. Và hẹn gặp lại các ông bà, các chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác.